Và từ đây thì chúng ta mới đưa ra từ cái mô hình CVP đó, chúng ta đưa ra các cái chỉ tiêu về hòa vốn. Tức là nếu mà mong muốn được hòa vốn thì doanh nghiệp phải bán bao nhiêu sản phẩm và doanh thu hòa vốn là bao nhiêu. Thì chúng ta có hai cái cách tính toán. Thứ nhất là tính toán hòa vốn theo phương trình CVP, và thứ hai là toán toán hòa vốn dựa trên cái phần đóng góp biên. Phần đóng góp biên á, tôi gọi đây là phần đóng góp biên, hoặc là trong kế toán quản trị các anh chị có thể gọi là hệ số gộp, hoặc là dùng một cái từ khác là số dư đảm phí. Số dư đảm phí chính là cái phần đóng góp biên ha. Tại vì nó có cái chữ contribution margin, margin đây là cái biên. Đấy. Rồi. Như vậy thì ở đây tôi đưa ra cho các anh chị hai cái công thức. Chúng ta nhớ lại, không biết mình còn nhớ không? Công thức tính sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn. Sản lượng hòa vốn là sản lượng sản xuất, tiêu thụ mà tại đó doanh thu đủ để bù đắp với chi phí. Có nghĩa là doanh thu bù đắp chi phí, có nghĩa là lúc bấy giờ lợi nhuận của các anh chị bằng không. Và từ đó tôi có được cái phương trình hồi nãy tôi nói đó, sản lượng bán nhân đơn giá bán bằng biến phí tổng định phí cộng với biến phí đơn vị và cộng với lợi nhuận. Mà ở đây khi chúng ta doanh thu đủ bù đắp chi phí nghĩa là hòa vốn thì lợi nhuận bằng không. Cho nên chúng ta có cái vế cân bằng, hai vế cân bằng này, có cái đẳng thức này. Từ đây ta suy ra được sản lượng hòa vốn được tính bằng F chia cho P trừ V. P trừ V tức là giá bán trừ đi biến phí đơn vị. Và doanh thu hòa vốn thì đương nhiên bằng sản lượng hòa vốn nhân với lại đơn giá bán. Cái công thức hồi nãy quy hòa vốn bằng F chia cho P trừ V, hoặc là chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể đưa ra cái công thức tính doanh thu hòa vốn, nó sẽ bằng F chia cho P trừ V trên P. Này các anh chị trong bài có. Thì tôi gọi cái P trừ V này chính là số dư đảm phí. Các anh chị lưu ý dùm tôi, P trừ V tức là đơn giá bán trừ đi biến phí đơn vị, thì ở đây chúng ta có là số dư đảm phí đơn vị. Số dư đảm phí đơn vị. Đó. Và từ đây chúng ta có ra hai đường, hoặc là các anh chị áp dụng cái công thức này hoặc là áp dụng cái công thức dưới này để chúng ta tính được doanh thu hòa vốn. Doanh thu hòa vốn tôi ký hiệu là S nha các anh chị. Doanh thu hòa vốn như vậy sẽ bằng F chia cho 1 trừ cho V trên P. Nếu P trừ V là số dư đảm phí thì ở chỗ này V trên P tôi gọi đó là tỷ suất phần đóng góp biên, hay là tỷ suất số dư đảm phí đơn vị. P trừ V trên P tôi gọi đây là tỷ suất số dư đảm phí đơn vị. Bởi vì P trừ V là số dư đảm phí đơn vị, mà P trừ V trên P tức là cái số dư đảm phí trên giá bán, tôi gọi đó là tỷ suất số dư đảm phí đơn vị hay tỷ suất phần đóng góp biên. Và các anh chị như vậy thì có thể tính cái sản lượng hòa vốn theo hai công thức này. Như vậy thì hai cái công thức này với công thức này nó khác nhau chỗ nào? Công thức này tôi tính V trên P tức là biến phí đơn vị trên giá bán đơn vị. Còn công thức dưới này tôi tính là tổng biến phí trên tổng giá bán hay là tổng doanh thu. Đó. Thông thường thì chúng ta hay sử dụng công thức này. Thông thường thì chúng ta hay sử dụng công thức này. Công thức này là công thức chúng ta hay sử dụng. Rồi, bây giờ áp dụng cái đó thì ta có cái ví dụ như thế này. Tôi giả sử tôi có một cái sản lượng bán trong kỳ là 40.000 sản phẩm, 40.000 sản phẩm, giá bán đơn vị là 2.500 đồng một sản phẩm, biến phí đơn vị là 1.300 đồng một sản phẩm và tổng định phí của tôi 36.000. Như vậy thì áp dụng hai cái công thức hồi nãy các anh chị tính dùm tôi, sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn. Áp dụng hai công thức hồi nãy chúng ta thử tính sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn. Dạ, sản lượng hòa vốn là ba 30.000 sản phẩm, còn doanh thu hòa vốn là 75 triệu. Đúng không các anh chị? Đó, kết quả của chúng ta ha. Sản lượng hòa vốn mà là 30.000 sản phẩm và doanh thu hòa vốn là 75 triệu, đúng như thế. Và khi tính doanh thu hòa vốn thì các anh chị thấy ở đây nè, đầu tiên để tính được sản lượng hòa vốn tôi đi tính đơn giản nhất, tôi đi tính trước cái số dư đảm phí đơn vị. Tức là P trừ V thì bằng
2.500 trừ 1.300, 1.200 đồng một sản phẩm. Và từ đây tôi tính luôn được cái tỷ suất số dư đảm phí đơn vị. Các anh chị biết 48% này ta tính bằng cách nào không? 48% là tỷ suất số dư đảm phí đơn vị thì được tính bằng số dư đảm phí đơn vị là 1.200 chia cho giá bán 2.500. Tỷ suất số dư đảm phí đơn vị nó bằng 1.200 chia cho đơn giá bán là 2.500 thì ta ra đây được là 48%. Và như vậy thì tính sản lượng hòa vốn sẽ bằng tổng định phí chia cho số dư đảm phí đơn vị. Ta tính được hòa vốn là 30.000 sản phẩm. Và doanh thu hòa vốn là 30, ta lấy tổng định phí, ta chia cho 1 trừ cho V trên P. Công thức hồi nãy của mình, 1 trừ cho V trên P. Hoặc là các anh chị lấy tổng định phí chia ngay cho cái tỷ suất số dư đảm phí mà chúng ta tính được ở đây, 48%. Đó, thì ta cũng tính ra được doanh thu hòa vốn là 75 triệu. Số dư đảm phí đơn vị. Thì công thức của chúng ta tính bằng đơn giá bán là P trừ đi đơn biến phí đơn vị là V. Ngoài ra chúng ta có cái tổng số dư đảm phí. Tổng số dư đảm phí thì bằng tổng doanh thu, tức là S, tổng doanh thu trừ cho tổng biến phí. Tổng doanh thu trừ đi tổng biến phí. Tổng doanh thu trừ đi tổng biến phí, hay là nếu mà tôi viết gọn lại đây, nó chính bằng, tôi viết diễn giải công thức này ra thì nó chính bằng Q nhân cho P trừ V. Đó. Mà Q nhân P, hay viết khác đi, Q nhân P chính là doanh thu trừ đi Q nhân V chính là biến phí, tổng biến phí. Thì như vậy ý nghĩa của cái số dư đảm phí ở đây là gì? Ý nghĩa của số dư đảm phí đơn vị P trừ V này nghĩa là gì? Và ý nghĩa của tổng số dư đảm phí S trừ V, hoặc là bằng Q nhân với P trừ V bằng QP trừ QV đó, diễn giải ra như vậy cho các anh chị thấy thì ý nghĩa của tổng số dư đảm phí nên là gì? Người ta gọi là tổng số dư đảm phí, hay còn gọi là hiệu số gộp, hay còn gọi là phần đóng góp biên. Như hồi nãy tôi nói, nó nói lên là cái khả năng trang trải định phí. Tức là doanh thu bán hàng sau khi trừ đi tổng biến phí rồi thì có đủ để trang trải định phí hay không. Bởi vì anh chị nhớ lại dùm tôi, lợi nhuận N thì nó bằng là doanh thu trừ đi tổng biến phí và trừ đi tổng định phí, phải không nào? Nếu mà cái doanh thu trừ đi biến phí, cái hệ số gộp này, cái hiệu số gộp này đủ sức trang trải định phí, vừa đủ để trang trải định phí, thì lúc bây giờ lợi nhuận bằng không. Nghĩa là cái doanh thu trừ đi biến phí rồi trừ đi định phí nữa mà vừa đủ thì có nghĩa là lợi nhuận bằng không, ta hòa vốn. Còn nếu cái số dư đảm phí này mà trừ đi định phí, nó thừa, nó ra một số chênh lệch dương, thì đúng bây giờ ta nói là cái số dư đảm phí này thừa sức hay là thừa khả năng để trang trải tổng định phí của doanh nghiệp. Nếu cái số dư đảm phí này mà trừ đi cái định phí mà nó ra một chênh lệch âm, thì ta nói là số dư đảm phí không đủ sức để trang trải định phí. Như vậy thì cái ý nghĩa của tổng số dư đảm phí, ý nghĩa của tổng số dư đảm phí nói lên cái khả năng trang trải định phí, khả năng trang trải định phí của cái số dư đảm phí này, để từ đó chúng ta xác định lợi nhuận. Còn cái ý nghĩa của số dư đảm phí đơn vị P trừ V, ý nghĩa của số dư đảm phí đơn vị P trừ V, ý nghĩa của số dư đảm phí P trừ V. Theo như đây các anh chị thấy P trừ V bằng 1.200 sản phẩm.
200 đồng một sản phẩm. Ý nghĩa của số dư đạm phí đơn vị nó nói lên là kể từ cái điểm hòa vốn là 30.000 sản phẩm này, kể từ cái điểm hòa vốn 30.000 sản phẩm này, nếu chúng ta cứ bán thêm một sản phẩm, thì lợi nhuận tăng thêm đúng bằng cái số dư đạm phí đơn vị. Ý nghĩa của số dư đạm phí đơn vị nó khác với cái chỗ ý nghĩa của số dư tổng số dư đạm phí nha các anh chị. Rồi nha, các anh chị nghe tôi giải thích lại cái ý nghĩa của tổng số dư, số dư đạm phí. Ở đây các anh chị phân biệt dùm tôi hai cái ý nghĩa khác nhau một chút ở chỗ này. Thứ nhất là ý nghĩa của số dư đạm phí, tổng số dư đạm phí. Và thứ hai là ý nghĩa của số dư đạm phí đơn vị. Tổng số dư đạm phí thì bằng S trừ đi V, tức là bằng tổng doanh thu trừ đi tổng biến phí. Tổng doanh thu trừ đi tổng biến phí. Tổng doanh thu trừ đi tổng biến phí thì đáng lẽ nếu mà chúng ta trừ thêm tổng định phí nữa thì các anh chị sẽ có là lợi nhuận. Phải không nào? Bây giờ mình chưa trừ đi điện phí, mình chỉ tính doanh thu trừ đi biến phí thì ta có là hiệu số gộp hay là phần đóng góp biên. Điều này có nghĩa là khi cái số dư đạm phí, doanh thu sau khi trừ đi biến phí còn lại số dư đạm phí thì có đủ khả năng để trang trải định phí hay không. Đó. Ý nghĩa của số dư tổng số dư đạm phí là doanh thu trừ đi biến phí, sau khi trừ đi biến phí còn lại số dư đạm phí thì có đủ để trang trải định phí hay không. Nếu số dư đạm phí, tổng số dư đạm phí trừ đi tổng định phí mà bằng không, có nghĩa là chúng ta vừa hòa vốn. Tổng số dư đạm phí mà trừ đi tổng định phí bằng không thì có nghĩa là chúng ta vừa hòa vốn, lợi nhuận bằng không. Điều này cũng có nghĩa là số dư đạm phí vừa đủ để trang trải định phí. Không thừa, không thiếu. Rồi, nếu cái tổng số dư đạm phí này mà nó lớn hơn biến phí, lớn hơn tổng định phí, lớn hơn tổng F, thì có nghĩa là tổng số dư đạm phí trừ đi tổng định phí nó ra một chênh lệch dương lớn hơn không, Điều này có nghĩa là tổng số dư đạm phí thừa sức trang trải định phí. Nó trang trải định phí rồi vẫn còn dư ra, chính đó là lợi nhuận. Nếu tổng số dư đạm phí mà lớn hơn định phí, có nghĩa là tổng số dư đạm phí trừ đi tổng định phí lớn hơn không. Lớn hơn không có nghĩa là chúng ta có lợi nhuận. Rồi, nếu mà tổng số dư đạm phí của mình nhỏ hơn F, có nghĩa là tổng số dư đạm phí trừ đi tổng định phí ra một chênh lệch âm, nhỏ hơn không. Mà nếu nó ra chênh lệch âm nhỏ hơn không có nghĩa là lợi nhuận chúng ta không có mà chúng ta còn bị lỗ. Hay nói khác đi, tổng số dư đạm phí không đủ để trang trải định phí. Nếu nó nhỏ hơn như thế này thì ta nói là tổng số dư đạm phí không đủ để trang trải định phí. Và do nó không đủ để trang trải định phí cho nên chúng ta bị lỗ. Đó, thì đó là tôi nói đến cái ý nghĩa của số dư đạm phí, tổng số dư đạm phí. Vậy bây giờ tôi nói tiếp đến ý nghĩa của số dư đạm phí đơn vị. Ý nghĩa của số dư đạm phí đơn vị P trừ V có nghĩa là kể từ cái điểm hòa vốn, là 30.000 sản phẩm này, nếu tôi cứ bán thêm một sản phẩm, thì tôi lãi được thêm đúng bằng cái số dư đạm phí đơn vị.
kể từ cái điểm hòa vốn. Nếu tôi cứ bán thêm một sản phẩm, thì tôi lãi thêm bằng số dư đảm phí đơn vị. Nếu tôi bán thêm 2 sản phẩm, thì tôi lãi bằng 2 lần cái số dư đảm phí đơn vị. Nói tổng hợp lại, nếu bán thêm bao nhiêu sản phẩm, thì lãi đúng bằng bấy nhiêu lần của số dư đảm phí đơn vị. Bán thêm bao nhiêu sản phẩm thì lãi bằng bấy nhiêu lần cái số dư đảm phí đơn vị. Hay tôi nói khác đi là kể từ cái điểm hòa vốn 30.000 sản phẩm này, nếu cứ bán thêm N sản phẩm, bán thêm N sản phẩm thì tôi lãi bằng N lần cái số dư đảm phí đơn vị. Ứng dụng như vậy, tôi hỏi các anh chị là nếu tôi bán thêm 5 sản phẩm nữa, kể từ cái số dư đảm phí đơn vị là kể từ cái điểm hòa vốn 30.000 và số dư đảm phí đơn vị là 1.200 đồng một sản phẩm. Như vậy nếu tôi bán thêm 5 sản phẩm nữa, nghĩa là nếu tôi bán 30.005 sản phẩm thì tôi lãi thêm bao nhiêu? Tôi lãi được bao nhiêu? Nếu tôi bán 30.005 sản phẩm thì tôi lãi là bao nhiêu ạ? Dạ, lãi được 6.000. Đó, các anh chị lấy 5 nhân với lại 1.200 số dư đảm phí đơn vị thì ta sẽ biết ta lãi là 6.000. Các anh chị có thể tính lại thử bằng công thức mình tính lại thử, có phải mình lãi 6.000 không? Không. Bằng công thức tính lãi, tính lợi nhuận, chúng ta tính thử coi nếu bán 30.005 sản phẩm ta có phải là ta lãi 6.000 đồng không? Sản lượng tôi bán là 40.000 cái, P bằng 25.000 đồng, V bằng 1.300, F bằng 36.000. Như vậy thì ở đây tôi có thể tính sản lượng hòa vốn. Tôi tính mà bằng F chia cho số dư đảm phí đơn vị. Rồi tôi chia cho cái chỗ này đi. Chỗ này tôi tính số dư đảm phí đơn vị bằng biến phí dân giá bán trừ đi biến phí 1.200. Đó, như vậy thì tôi tính ra được sản lượng hòa vốn là 30.000 một sản phẩm. Đấy mà. Rồi, tôi tính luôn doanh thu hòa vốn. Tỷ suất số dư đảm phí bằng đây sẽ bằng số dư đảm phí chia cho đơn giá bán. Đó. Và doanh thu hòa vốn như vậy sẽ bằng tổng định phí chia cho tỷ suất số dư đảm phí 75 triệu. Và tôi tính lợi nhuận. Bán 40.000 sản phẩm. Ở đây nó sẽ bằng 40.000 nhân cho số dư đảm phí và trừ đi tổng định phí. Bây giờ nếu tôi bán 30.005 sản phẩm thì lợi nhuận bằng
Các anh chị có thể tính bằng hai công thức. Thứ nhất là bằng 30.005 sản phẩm, ta nhân với số dư đảm phí 1.200 trừ đi 36 triệu. Đó. Và như vậy ở đây thì nó sẽ bằng 30.005. Hoặc là ta có thể tính bằng cách thứ hai. Năm sản phẩm nhân với lại 1.200 cũng bằng 6.000 đồng. Các anh chị kiểm lại có phải đúng mình tính như vậy không ạ? Như vậy tôi mới nói lại, các anh chị có thể tính nếu ta bán 30.005 sản phẩm, tức là kể từ cái điểm hòa vốn là 30.000 sản phẩm, ta đã bán thêm 5 sản phẩm nữa, thì cái lãi của chúng ta chính bằng cái 5 sản phẩm đó nhân với số dư đảm phí đơn vị. Công thức trên này thì tôi tính là gì? Số lượng sản phẩm nhân với số dư đảm phí đơn vị trừ đi tổng định phí ra lãi. Còn đơn giản dưới này tôi chỉ lấy 5 sản phẩm tăng thêm, tôi nhân với lại số dư đảm phí đơn vị, tôi cũng tính bằng cái lãi là 6.000 đồng. Hai công thức này tính ra cùng một kết quả. Đó, thì đây chính là ý nghĩa của số dư đảm phí đơn vị. Bây giờ trường hợp, tôi có mấy trường hợp như thế này để các chị xem. Trường hợp 1. Trường hợp 1 của tôi là nếu muốn lợi nhuận đạt 15 triệu thì phải bán bao nhiêu sản phẩm? Trường hợp 1 của tôi là nếu muốn lợi nhuận mà đạt 15 triệu thì sản lượng bán chúng ta phải là bao nhiêu? Dĩ nhiên vẫn với cái điều kiện là đơn giá bán và biến phí và tổng định phí như thế này không thay đổi. Trường hợp 1, nếu muốn lợi nhuận đạt 15 triệu thì sản lượng bán phải là bao nhiêu? Ai tính ra rồi ạ? Chúng ta sẽ sử dụng công thức này. Q sẽ bằng 总định phí cộng với lại cái lợi nhuận chúng ta mong muốn N. Tất cả ta chia cho P trừ V, tức là số dư đảm phí đơn vị. Đó, công thức của mình. Mình có công thức thứ nhất là QHV sản lượng hòa vốn bằng F chia cho P trừ V. Còn bây giờ, tức là lúc bây giờ N lợi nhuận bằng 0. Còn bây giờ nếu mà mình muốn đạt cái lợi nhuận 15 triệu thì lúc bây giờ mình tính cái sản lượng bán theo công thức thứ hai, Q bằng F cộng với lại lợi nhuận N tất cả chia cho số dư đảm phí đơn vị. Tôi gọi đây là công thức 1 của tôi nha. Đây là công thức 2. Công thức thứ hai. Như vậy thì ở đây các anh chị sẽ tính Q bằng F mình là 36 triệu
cộng cho lợi nhuận mình mong muốn là 15 triệu. Tất cả chúng ta chia cho P trừ V, mà P trừ V hồi nãy mình đã có là 1.200. Phải không ạ? Như vậy thì bằng 产量 mình muốn bán là 42.500 sản phẩm. Nếu muốn đạt lợi nhuận là 15 triệu thì chúng ta phải bán 42.500 sản phẩm. Rồi, tôi có trường hợp thứ hai. Nếu đơn giá bán giảm 10% thì là bao nhiêu? Sản lượng hòa vốn là bao nhiêu? Nếu đơn giá bán giảm 10% thì sản lượng hòa vốn là bao nhiêu? Có phải công thức chúng ta tính là như thế này? Và như vậy thì các anh chị tính ra kết quả bằng bao nhiêu ạ? À? 37895. À. 37. Cô 37895 à 894. Rồi, để tôi tính lại thử coi ra đúng kết quả của mình chưa nha. Ba bảy tám chín năm hoặc là 37894 cũng được phải không ạ? Tại vì đây mình có số lẻ đó, và số lẻ này thì tôi làm tròn lại thành ra là 37895 sản phẩm. Tôi có trường hợp thứ ba.
nếu muốn lợi nhuận. Ở đây nếu muốn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 15 triệu thì phải bán bao nhiêu sản phẩm? Nếu muốn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 15 triệu thì phải bán bao nhiêu sản phẩm? À, câu này các anh chị giải, tôi có thể cộng thêm một điểm nếu ai giải đúng và trước. Sẽ cộng thêm một điểm thi nếu ai giải ra đúng kết quả. Cô là 45.625 sản phẩm. Rồi, tôi chờ kết quả thêm của một số anh chị khác coi của anh đúng hay sai. Tây Ninh cái kết quả nữa rồi. À, kết quả tiếp của Tây Ninh là 46.667 sản phẩm. 46.667 sản phẩm. Rồi. Long An có kết quả không ạ? À? Ninh Hòa có kết quả không ạ? À? Long An có kết quả rồi. Rồi, Long An. Long An có kết quả là 40.000 sản phẩm. 40.000 sản phẩm. 40.000 sản phẩm. À, rồi. Đó là Long An. Rồi, Ninh Hòa. Ninh Hòa kết quả là 33125. 33125. Ồ, nhiều đáp số khác nhau quá chừng luôn. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính để thử coi là cái kết quả nào đúng nha các anh chị. Bây giờ đó, nếu muốn lợi nhuận sau thuế đạt 15 triệu đồng, các anh chị biết N là lợi nhuận trước thuế, phải không nào? N là lợi nhuận trước thuế của mình. Thì đó là 100%. Đúng không? Bây giờ lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu phần trăm các anh chị? Lợi nhuận sau thuế mình là bao nhiêu phần trăm? Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế. Đúng không nào? Như vậy thì lợi nhuận trước thuế hay là lợi nhuận trước thuế là 100% thì lợi nhuận sau thuế là 75%. Lợi nhuận sau thuế là 75%. Đúng không nào? Như vậy bây giờ cái lợi nhuận sau thuế của tôi muốn nè, nếu muốn lợi nhuận sau thuế đạt 15 triệu, tức là lợi nhuận sau thuế là 15 triệu. Thì lợi nhuận trước thuế này là bao nhiêu? Các chị tính được chỗ này không à? Phải không? Các chị nhìn ở đây là chúng ta biết ngay chúng ta áp dụng quy tắc tam suất. Phải không nào? Lợi nhuận trước thuế là 100%. À, lợi nhuận sau thuế trừ đi thuế thu nhập 25%, như vậy lợi nhuận sau thuế là 75%. Mà bây giờ mình mong muốn lợi nhuận sau thuế của mình là 15 triệu. À, như vậy thì 75% tương ứng với 15 triệu thì 100% tương ứng với đây sẽ bằng 15 triệu chia cho 75%, đúng không? À, lợi nhuận sau thuế của mình sẽ đạt là 20 triệu. À, bằng 15 triệu chia cho 75%. Đó, công thức tính của tôi là như thế. Rồi, như vậy thì bây giờ tới đây các anh chị tính được quy bán dễ quá phải không à? Nó sẽ bằng gì? Bằng áp dụng đúng theo công thức của mình hồi nãy. F là tổng định phí. Tổng định phí 36 triệu. Tôi viết như vậy để cho nó tắt cho các anh chị dễ nhìn gọn lại ha. Cộng với lại lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận trước thuế là 20 triệu. Đó.
Rồi tất cả cái này chúng ta mới chia cho chia cho số dư đạm phí đơn vị là 1.200. Kết quả chúng ta là 46.667 sản phẩm. 36 triệu cộng với 20 triệu đồng. 20 triệu đồng là cái lợi nhuận sau thuế mà tôi mới vừa tính ở đây. Tôi mới vừa tính ở đây bằng cách tôi lấy 15 triệu chia 75% ra lợi nhuận trước thuế. Rồi tôi mới cộng với lại cái tổng định phí và chia cho biến phí đơn vị. Thì tôi ra kết quả là bằng. Bốn mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy sản phẩm. Rồi ta thử thêm một trường hợp nữa để các anh chị thấy. Bây giờ nếu giảm giá bán 5%, nếu giảm giá bán 5%, tăng chi phí quảng cáo 2 triệu đồng. Để đạt lợi nhuận, để đạt lợi nhuận trước thuế là 18 triệu. Thì Q bằng bao nhiêu? Nếu giảm giá bán 5%, tăng chi phí quảng cáo lên 2 triệu và muốn muốn lợi nhuận là 18 triệu, thì phải bán bao nhiêu sản phẩm? Đạt N tức là đạt lợi nhuận trước thuế đó các anh chị, là 18 triệu thì ta phải bán bao nhiêu sản phẩm? 52.682. Đúng chưa anh? 52.682 sản phẩm. Rồi các anh chị xác coi chúng ta làm có cùng kết quả này không ạ? Cô xin trả lời kết quả khác không? Dạ vâng. 52.093 sản phẩm. Tôi có đơn hỏi trả lời là 52.093 sản phẩm. Tức là Đinh Hòa cũng cùng một đáp số 52.093 sản phẩm ở đây. Rồi, như vậy thì để tính được cái sản lượng bán chúng ta tính bằng cách nào? Ta lấy tổng định phí mới. Khi mà tăng chi phí quảng cáo lên 2 triệu, coi như định phí tăng thêm 2 triệu nữa. Định phí này của chúng ta là 36 triệu. Bây giờ cộng thêm 2 triệu thành định phí mới là 38 triệu. Ta cộng với lại cái lợi nhuận ta mong muốn là 18 triệu. Đó, tổng định phí mới 38 triệu cộng với lợi nhuận mong muốn 18 triệu. Ta chia cho số dư đạm phí mới. Số dư đạm phí mới tại vì giá bán mình bị giảm đi 5%. Giá bán giảm đi 5% tức là còn có 95%, 2.500 nhân 95%, trừ đi cái chi phí, cái biến phí đơn vị 1.300, trừ đi biến phí đơn vị 1.300, đó, thì các anh chị sẽ tính được cái sản lượng mà chúng ta phải bán. Tôi tính bằng 36 cộng 2 triệu rồi cộng với lại 18 triệu, tất cả chia cho 2.500.
2.500 nhân 95% và trừ đi biến phí đơn vị. Kết quả là 52.093 sản phẩm các anh chị. Kết quả chúng ta đây, 52.093 sản phẩm. Như vậy ở đây mình có hai anh chị Tây Ninh với lại Ninh Hòa làm đúng, phải không ạ? Cái kết quả này không có trúng. Rồi, tôi có trường hợp thứ, bây giờ mình tới trường hợp thứ mấy? Trường hợp thứ 6, phải không ạ? Nếu muốn lợi nhuận tăng 10% so với năm trước thì phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm? Không. Nếu muốn lợi nhuận tăng ít nhất 10% so với năm trước nếu muốn lợi nhuận tăng ít nhất 10% so với năm trước thì phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm? Năm trước là cái số liệu ban đầu của chúng ta nha các anh chị. Năm trước là số liệu ban đầu của chúng ta. Nếu muốn lợi nhuận tăng ít nhất 10% so với năm trước thì phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm? Rồi, đáp án Tây Ninh. Bao nhiêu ạ? Tăng 1.200 sản phẩm. Vâng. Long An xin báo. Hello. Dạ rồi, tôi nghe. Long An nói là 44.000 sản phẩm, 41.000 sản phẩm. 44.000 sản phẩm. 41.000. 41.000 sản phẩm. Này là Long cái này Tây Ninh à? Long An. Long An. Còn 1.200 sản phẩm hồi nãy của Tây Ninh phải không ạ? Rồi tôi giải nha. Lợi nhuận năm trước của mình là 12.000. Thì như vậy lợi nhuận năm nay tăng 10% thì nó sẽ bằng cái lợi nhuận năm trước là 12.000 nhân với lại 110%. Tức là lợi nhuận năm nay phải là 13.200. Lợi nhuận năm trước 12.000, lợi nhuận năm nay mà ta tăng 10% tức là 13.200. Như vậy thì Q sẽ bằng tổng định phí 36 triệu cộng với lợi nhuận 13,2 triệu, 13.200.000. Ta chia cho, ở đây giá bán mình không thay đổi, biến phí mình không thay đổi. Như vậy thì ta chia cho số dư đảm phí đơn vị là 1.200. Phải không ạ? Rồi, tôi tiếp tục nha. Như vậy đó, hồi nãy tôi đã nói là lợi nhuận mình tăng 10%. Thì tôi lấy cái lợi nhuận năm trước 12 triệu. Nhân với 110% ra lợi nhuận năm nay là 13.200.000. Đó, như vậy thì lợi nhuận năm nay của mình là 13.200.000. Ta đi tính sản lượng bán bằng cách lấy tổng định phí là 36 triệu cộng với lợi nhuận mới của năm nay 13.200.000. Đơn giá bán và biến phí đơn vị không đổi cho nên ta chia với số dư đảm phí như ban đầu là 1.200. Như vậy thì kết quả đây ra bằng, tôi tính nha, bây giờ tôi tính bằng 36 triệu cộng với lại 13.200.000. Đó.
Tất cả tôi chia cho số dư đảm phí đơn vị 1.200. Như vậy kết quả ra là 41.000 sản phẩm, đúng không ạ? 41.000 sản phẩm. Rồi, bây giờ tôi nói như thế này. Năm trước, các anh chị chú ý chỗ này nè. Năm trước, lợi nhuận bằng N bằng 12 triệu thì phải bán là 40.000 sản phẩm, đúng không? Năm trước lợi nhuận của mình là 12 triệu thì mình phải bán 40.000 sản phẩm. Thế bây giờ năm nay lợi nhuận của mình bằng 13,2 triệu thì mình phải bán 41.000 sản phẩm. Bán 41.000 sản phẩm. Rồi, câu hỏi của tôi là nếu muốn lợi nhuận tăng ít nhất là 10%, tăng ít nhất 10% thì mình coi như tăng 10% đi, phải không nào? Cho nên lợi nhuận mới là 13.200.000. Câu hỏi của tôi không phải là phải bán bao nhiêu sản phẩm, mà câu hỏi của tôi là phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm. Phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm. Tôi viết là như vậy, các anh chị đã tính được sản lượng bán là 41.000 sản phẩm. Như vậy bây giờ tôi mới lý luận nè, năm trước lợi nhuận của tôi là 12 triệu, thì tôi bán 40.000 sản phẩm. Năm nay nếu lợi nhuận tăng ít nhất 10%, tăng ít nhất là 10%, cho nên tôi coi như là tăng 10% là 13,2 triệu. Thì tôi phải bán, công thức tôi tính ra với lợi nhuận 13.200.000 thì tôi phải bán 41.000 sản phẩm. Như vậy thì 41.000 sản phẩm so với lại năm trước 40.000 sản phẩm, như vậy là tôi tăng thêm 1.000 sản phẩm, phải không nào? Tôi tăng thêm 1.000 sản phẩm thì lợi nhuận của tôi đạt 13.200.000, tức là tăng 10% so với năm trước, đúng không ạ? Đó, cho nên các anh chị để ý dùm tôi, cái câu hỏi của tôi là tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm. Đó. Tại vì chỗ này tăng ít nhất 10% nhưng mà nó có thể tăng hơn 10%, thì chỗ này có thể tăng hơn 1.000 sản phẩm. Của tôi đây là tăng ít nhất 10% thì phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm. Thì so sánh hai cái kết quả này, ta thấy là ta phải bán tăng thêm ít nhất là 1.000 sản phẩm, chứ không phải là bán 41. Tôi không hỏi bán bao nhiêu, thành ra ở đây trả lời bán 41.000 cũng không đúng. Mà chỗ này trả lời tăng 1.200 sản phẩm thì kết quả này ra cũng bị sai. Hồi nãy các anh chị Long An trả lời là phải tăng. Mình trả lời 41.000 sản phẩm, đây là số phải bán chứ không phải số phải tăng. Câu hỏi của tôi là phải bán tăng thêm ít nhất bao nhiêu, cho nên phải tăng thêm ít nhất là 1.000 sản phẩm. Đó. Như vậy thì ở đây như vậy là tôi đã cho các anh chị một số cái trường hợp. Khi chúng ta thay đổi định phí, khi chúng ta thay đổi mức lợi nhuận vân vân, chúng ta có thể đi tìm ra lợi nhuận mới, hay chúng ta đi tìm ra cái sản lượng phải bán, hay chúng ta đi tìm ra sản lượng hòa vốn mới. Như vậy chúng ta đã trải qua 6 trường hợp tất cả rồi. Các anh chị về chúng ta có thể xem lại tất cả các cái tình huống này để chúng ta định ra được, khi mà có một cái mức giá bán, có một cái mức biến phí đơn vị, có một cái mức tổng định phí, chúng ta có thể đi tính sản lượng và doanh thu hòa vốn bằng cách nào. Chúng ta mong muốn lợi nhuận tăng lên thì giá bán ta phải tăng như thế nào, hay là lợi nhuận chúng ta sản lượng bán chúng ta phải tăng hay giảm như thế nào.
Nếu mà biến phí thay đổi, định phí thay đổi thì lợi nhuận chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Để chúng ta bán bao nhiêu sản phẩm đó? Chúng ta có thể xoay quanh cái công thức của chúng ta là có Q, có F, có N tính được P hay không? Hay là có Q, có F, có P, có V tính được N hay không? Chúng ta xoay quanh những cái công thức này để tính. Và như vậy thì đó là cái toàn bộ cái phần mà tôi giới thiệu về các anh chị về cái cách tính sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn và các cái định ra các cái kế hoạch về tiêu thụ, doanh thu, sản lượng, đơn giá bán, vân vân. Nó là nội dung của cái phần bài này.